nuôi binh ngàn ngày. Chết rồi, sao mà lao hoài không ra vậy chứ? Chị Mary, đôi giày này cô mới mua mà. Hàng hiệu này ít nhất cũng phải ngàn mấy, tôi cũng xót giùm cô đó. Đôi giày này tôi phải dùng phiếu giảm giá cộng thêm tích điểm mới mua được đó. Bác sĩ, anh cũng biết sửa mà, làm cái này giùm tôi đi. Đây là đồ hiệu mà, đưa cho thợ làm tốt hơn nhiều đó. Vậy thì tôi lại phải tốn tiền. Cô làm trầy đôi giày lúc nào vậy? Sáng nay lúc chờ thang máy đá phải cái cửa, thật là bực mình. Tốt quá, có người dạy cũng trầy giống tôi. Có câu nói, xui xẻo của kẻ địch chính là niềm vui của ta. Thôi đừng buồn nữa, hôm nay tôi mời nha. Vậy thì không cần, đôi giày thôi mà, mua lại đôi mới là được. Sáng nay tôi gọi điện lên Chanel, đặt một đôi mới, nói họ hôm nay giao tới. À, gọi tới rồi. Alo. Phải, tôi đang ngồi trong đây, gần cửa ra vào. Tới rồi. Cô Lâm à, mẫu mới nhất mà cô đã đặt giày cao gót bản sản xuất giới hạn. Đúng lúc đôi giày tôi bị trầy, tôi muốn đổi ngay bây giờ. Dạ được. Wow, đẹp quá. Hàng giới hạn đúng là hàng giới hạn, nhất định mắc tiền lắm. Nè, là cậu Lý tặng sao? Tôi tự mua đó. Ai là cậu Lý? Thái tử của tập đoàn thế giới, lần trước Mandy và đại tiểu thư quen được lúc đi khiêu vũ đó. Có nghĩa là cái cô này cũng sẽ giống chị Mary, gả vào nhà giàu. Cô Lâm à, đôi giày có vừa không? Ok, anh bỏ đôi giày cũ giùm tôi nha, tôi không cần nữa. Dạ được. Chỉ trầy chỗ đó một chút mà không lấy à, vậy thì phí quá. Giờ có đôi mới rồi, chẳng lẽ còn phải sửa lại nó sao? Đã mang đồ hiệu thì không thể rẻ tiền được. Đúng rồi, cô uống gì? Tôi mua giùm cô. Cà phê nóng, cảm ơn. Sao vậy? Bây giờ chuộng bảo vệ môi trường mà. Đúng là mỗi người một số phận mà. Mua vậy không cần đợi hết mùa, bị xước một chút thì không lấy. Mọi người đều làm ở Tiếp Long, sao cổ lại giàu như vậy chứ? Người ta có đại tiểu thư chống lưng mà. Nếu như dùng quá nhiều tiền thì bắt chước con chó nhỏ dễ dãy đuôi, thì đủ thứ hàng tốt dành cho cô thôi. Hình như là cô ngưỡng mộ lắm thì phải. Thì tất nhiên. Không phải, tôi đâu có làm trò như vậy. Tôi tới giờ rồi, đi trước nha. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye. Cảm ơn. Rebecca, Susan, tối nay có rảnh không? Tôi mới nhận được tin nhắn của đại tiểu thư, nói là muốn ăn cơm với chúng ta. Được thôi, được thôi. Mary à, đại tiểu thư cũng rủ luôn cô. Hả? Tôi cũng có phần. Cô sướng quá rồi. Vậy lát nữa tôi biết thời gian địa điểm mới báo cho các cô. Nè, sao tự nhiên đại tiểu thư lại hẹn chúng ta ra đi ăn vậy? Tôi sợ quá, tôi có một cảm giác bất an, chắc chắn không có gì hay ho. Chết rồi, không lẽ đại tiểu thư bắt đầu muốn đối phó tôi? Hả? Đồ ăn hồi nãy có vừa miệng không? Ngon lắm, trước giờ tôi chưa từng ăn qua món ăn Pháp chính thống như vậy, cảm ơn. Đại tiểu thư à, cô đưa chúng tôi tới đây có phải muốn qua cái gì không? Chút nữa sẽ biết thôi. Không lẽ đại tiểu thư muốn bắt cô vào phòng công bố chuyện cô với anh Mét hẹn hò? Không phải chứ. Đại tiểu thư, cô đưa chúng tôi lên tận đây là muốn gặp khách à? Người khách này có quan trọng lắm không? Sao cần nhiều người tiếp đón vậy? Thông minh chút đi, gặp khách hàng chứ đâu phải là tiếp khách, đâu cần nhiều người như vậy. Đại tiểu thư, nếu như tôi đoán không lầm, cô đưa chúng tôi tới là để đánh ghen. Người hiểu tôi nhất chính là cô đó. Dù gì thì tôi theo đại tiểu thư bao nhiêu năm nay, ít nhiều gì cũng biết suy nghĩ của đại tiểu thư mà. Vậy rốt cuộc là đồng nghiệp nào đã làm chuyện này? Chẳng lẽ là cậu hai? Không phải nó, là bạn của cô. Mandy, bấm chuông đi. Cậu Lý? Sao lại là cô? Rượu champagne tới rồi hả? Không phải, em về giường trước đi. Sao anh nói là còn độc thân? Tôi đâu có nói dối đâu. Tôi còn chưa kết hôn, tất nhiên là độc thân rồi. Vậy cô kia? Rồi sao mà lạc hậu dữ vậy? Bây giờ thời đại nào rồi? Có hứng thú, mọi người cùng giao lưu tình cảm thôi. Đây là tiền. Được, nếu như cô đã không thể chấp nhận thì thôi. Mandy, người ngoài cuộc nhìn thấy sáng suốt hơn. Tôi biết có nói sao cô cũng không tin, nên mới đưa cô tới tận đây tự mình cảm nhận một chút. Căn phòng này, tên phá của đó vẫn luôn ở. Nếu cô muốn biết anh ta có cô gái khác không, có thời gian thì cứ tới bấm chuông. Các vị, mọi người đã nhìn thấy rồi đó. Câu chuyện ở đây cho chúng ta một bài học là phụ nữ phải biết mở to mắt nhìn người, biết chưa?
Bệnh rồi thì đừng có đi làm. Sao mà tôi dám? Mới xảy ra chuyện đó nữa, đại tiểu thư nhất định sẽ hiểu lầm tôi giận cổ nên mới xin nghỉ phép. Giận cũng là bình thường mà. Cổ muốn cho cô biết cậu Lý đê tiện như vậy, cô có thể nhờ thám tử tư hoặc là trước khi đánh ghen cho cô có sự chuẩn bị chứ. Tôi nghĩ đại tiểu thư chỉ là muốn tôi đau lòng tột cùng một lần, chết lòng với loại người tồi tệ này thôi. Nhưng mà chuyện cổ đối xử với tôi thì là sự thật mà. Cổ rất quan tâm tôi, ngày thường chia sẻ với tôi rất nhiều thứ. Ví dụ như túi xách hàng hiệu, cổ mới dùng có 1-2 lần đã cho tôi dùng rồi. Cô thật tình thích nó lắm sao? Tôi thích lắm. Vậy chừng nào tôi phải trả lại cho cô? Cô muốn chừng nào trả thì chừng đó trả thôi. Còn nữa, lần nào đi du lịch với đại tiểu thư, không chỉ cổ chi trả toàn bộ chi phí, tôi còn có thể ngồi hạng thương gia nữa. Wow, giờ túi xách và ghế thương gia, cô thật sự không tính toán với cô sao? Tính toán cái gì? Tháng nào cô cũng mua túi xách mới, sao mà nhớ được chứ? Vậy thì cô để đầy túi trong phòng mình rồi. Có cái mới thì tất nhiên phải bỏ cái cũ đi thôi. Không lẽ để tới nỗi mốc sao? Tính ra thì cô theo đại tiểu thư nhiều năm rồi, không phải đã kiếm được mấy triệu đồng rồi? Tất nhiên nhiều hơn con số này. Tôi còn chưa tính mấy cái khoản linh tinh. Nếu không phải nhờ có đại tiểu thư, tôi cũng không thể có được nhiều thứ như vậy. Cho nên tôi thật sự rất là cảm kích đại tiểu thư. Hèn gì sự chịu đựng của cô tốt như vậy. Sao để loại con gái như vậy tiếp cận nó chứ? Thật ra cũng đâu có gì. Nghe Terry nói nó có một người bạn thường hay tập diễn xuất cùng với nó. Vậy cậu có biết cô gái này là ai không? Nghe nói người thân của cổ làm trong công ty chúng ta. Cổ tên Hùng Tâm Như, chị gái là chai thuốc sát trùng của Tầm Bảo Đồ đó. Ồ, thì ra là em gái của Mary. Vậy người này chắc cậu cũng biết. Bác Tư gì đó chứ gì. Trước đây anh ta từng cứu anh rể, còn là mẫu thân với anh rể. Mọi người gì muốn vui vẻ với anh ta, cậu cùng ăn bữa cơm nữa. Cậu à, cậu có thể có chút ý thức về mối nguy này không? Tất cả bọn họ đều cùng chung một phe. Phe gì chứ? Ý con là cô chị tiếp cận Mét, cô em gái tiếp cận Terry, còn cậu bác Tư gì đó lấy lòng anh rể. Sắp đặt, tất cả đều là sắp đặt. Cậu à, giờ chúng ta đang bị người ta tấn công ba hướng đánh vào tới nơi rồi. Không phải chứ, ý đồ lớn vậy. Nếu như để họ thành công gả vào nhà họ Long ta, thì con với Terry còn chỗ đứng sao? Vốn dĩ con chỉ sợ chai thuốc sát trùng đó đi trước một bước kết hôn với Max, sau đó thì sinh một đứa con giành tài sản với chúng ta. Còn bây giờ? Bây giờ tất nhiên là con sợ Terry của chúng ta bị cái cô gái nhỏ đó ăn thịt rồi. Xem ra không thể đợi được nữa. Vào thời điểm này phải sử dụng vũ khí bí mật. Hả? Con vẫn còn nghĩ tới cái cách đó sao? Con còn tưởng là con đã quên nó rồi. Mặc dù cổ không tới mức già cả lạc hậu, nhưng cũng đâu còn trẻ trung gì nữa. Con thực sự sợ cổ không bị được với mấy cô gái trẻ đâu. Cậu chưa nghe qua gừng càng già càng cay sao? Con nuôi binh 10 năm chính là để dành lúc này dùng. Mandy, cô vào đây một chút. Vì đây trước được rồi, cảm ơn. Mặc dù cũng không phải quá đẹp trai, nhưng mà chắc cũng có thể càng nhìn càng vừa mắt thôi. Mandy, tôi muốn biết có phải tôi muốn cô làm chuyện gì cô cũng sẽ làm theo không? Tất nhiên rồi đại tiểu thư, bình thường cô quan tâm tôi như vậy, cho dù cô muốn tôi lên núi đao xuống biển dầu tôi cũng không từ chối đâu. Vậy đại tiểu thư, cô có chuyện gì muốn tôi làm vậy? Tôi muốn cô làm người nhà của tôi. Sao chị hai lạ quá vậy? Hẹn đi ăn tối rồi bản thân lại không tới. Công việc của đại tiểu thư nhiều lắm mà. Vậy cũng có thể nói tôi quỷ đi mà, đâu cần kêu cô tới ăn với tôi. Tôi biết rồi, chắc chỉ sợ tôi đi một mình buồn nên kêu cô tới ăn chung có đúng không? Chắc là vậy đó. Đại tiểu thư, ý của cô là... Tôi muốn cô làm em dâu của tôi. Hả? Tôi biết cô không có gì với nó, nhưng mà chuyện tình cảm có thể từ từ bồi đắp mà. Anh có sao không? Cô có cảm thấy chỗ này hơi lạnh hay không vậy? Tôi không sao, anh không cần cởi áo khoác ra cho tôi đâu. Không phải đâu, tôi cảm thấy hơi lạnh một chút. Cô có ngại cởi áo khoác ra cho tôi mượn khoác chút không? Được thôi. Xin lỗi nghe, bởi vì ngày mai tôi phải thử vai nên không bệnh được. Cảm ơn cô. Không có gì. Nhưng mà cô cũng biết con người em trai tôi thật sự rất là đơn giản. Nhưng như vậy không có nghĩa là nó làm việc không cẩn thận đâu. Từ nhỏ nó đã tự lập rồi, rất hiểu chuyện, còn rất biết chăm sóc người xung quanh nữa. Chúc mừng miệng. Làm ơn. Tôi ăn phần này là đủ rồi. Không phải đâu, thật ra tôi thích ăn tôm lắm, nhưng mà tôi lại không muốn lột vỏ tôm, sợ bị xước tay. Cô có thể nào lột giúp tôi không? Được, ok.
À, nè, cô nhớ là rạch một đường trên sống lưng tôm, lấy hết phần ruột ra, nếu không ăn sẽ hôi lắm. Nhưng mà em trai tôi có một khuyết điểm duy nhất, chính là quá đam mê sự nghiệp diễn xuất của nó, đôi lúc không tránh được quá nhập vai thôi. Nhưng chúng tôi tin là ít nhất cô với nó quen nhau, nhất định sẽ hãnh diện vì nó. Baby, anh làm sao vậy? Anh không sao chứ? Chắc tôi gọi cấp cứu. Cắn lấy đi. Không cần gọi cấp cứu đâu, tôi không sao. Thật ra thì ngày mai tôi phải đóng một vai bệnh nhân bị mắc chứng co giật. Nè, mọi người đều bị tôi gạt, tức là chứng minh diễn xuất của tôi rất được rồi. Xin lỗi nha, làm mọi người sợ rồi. Chúng ta ăn tiếp thôi. Xin lỗi nha đại tiểu thư, tôi nghĩ rồi, tôi thật sự không hợp với Terry lắm. Nhưng mà con người anh ấy nhiều tài lẻ như vậy, tôi xem qua rồi, tôi chọn ra được 10 cô gái trong công ty mình, mấy cô đó ai cũng xinh tươi hơn tôi. Có nghĩa là cô không thích em tôi chứ gì? Không phải đâu, tôi không có ý như vậy. Terry vừa cao lớn vừa đẹp trai, lại khôi ngô, lại tuấn tú. Tôi muốn nghe lời thật lòng. Nói như thế nào, nói. Anh ta thật sự kinh khủng lắm. Con người anh ta vừa không phong độ, vừa không biết chăm sóc người khác. Lần trước ngay trong sảnh nhà hàng còn giả bị coi vật, thật là điên mà. Khờ quá. Con người tất nhiên phải có khuyết điểm rồi. Nếu như em trai tôi hoàn hảo, tôi tìm đại một người nào vậy lo cho nó là được rồi. Tôi cần gì phải đào tạo cô lâu như vậy chứ, hả? Cảm ơn đại tiểu thư đã quan tâm tôi như vậy. Nếu có cơ hội, tôi sẽ dành 3 đời để trả ơn cô. Nhưng mà lần này... Không phải cô đã từng nói, tôi muốn cô làm gì cũng được sao? Cô có biết là kể từ ngày đầu tiên tôi chọn cô, chính điều là vì bữa cơm tối qua. Mandy, cô thực sự làm tôi thất vọng quá. Đại tiểu thư à. Ok, thì sẽ làm người nhà của tôi thiệt thòi cho cô vậy sao? Mandy, vậy thì cô không còn giá trị sử dụng nữa rồi. Cô cũng không còn tư cách tiếp tục ở lại đây. Đừng mà, đại tiểu thư à, tôi xin cô đừng có đuổi tôi. Tôi cần công việc này lắm. Tôi đã quyết định rồi. Lát nữa tôi sẽ nói Casey nói chuyện với cô. Không phải tới phòng nhân sự gặp Helen sao? Sao lại phải gặp Casey? Wow, 1,000,000 lần à. Có phải tính tiền tích lũy của tôi không? Cô đọc kỹ một chút đi. Cái này là tiền của nợ Linda. Túi sách hàng hiệu 20 cái, giá khứ hồi hạng thương gia 5 lần. Bao nhiêu năm nay đại tiểu thư vì muốn đào tạo cô trở thành em dâu của cổ, cũng coi như đã tốt hết mức với cô rồi. Ngoài đi du lịch, ăn mặc trang điểm, còn mời đứa bác sĩ giỏi nhất thành phố về khám tổng quát sức khỏe cho cô. Mong cô có thể giúp nhà họ Long duy trì nòi giống. Bao nhiêu năm nay đông trùng hạ thảo rồi bạo ngư di cá, cô ăn đâu có ít chứ. Nhưng mà đại tiểu thư nói là tặng cho tôi mà. Là tặng cho cô thật hay là sau này tính lại với cô? Cô suy nghĩ cho kỹ một chút đi. Hộp đông trùng hạ thảo này cô cầm đi. Hả? Bao nhiêu tiền vậy? Tôi gửi lại cho cô. Sau này mới tính. Chuyến đi châu Âu lần này cô chơi có vui không? Tất nhiên là vui rồi. Nhưng mà vé thương gia mắc quá. Tôi có thể chia theo đợt trả cô không? Chúng ta thân nhau vậy có làm sao đâu. Sau này tính đi. Thì ra thật sự phải trả sao? Đại tiểu thư, trước đây đúng là coi cô là người nhà, tất nhiên không tính với cô rồi. Nhưng bây giờ cô chọn làm người ngoài, vậy tất nhiên phải tính kỹ rồi. Tôi đã tính rẻ rồi, tiền lời cùng với mấy khoản khác tôi cũng đâu có tính vô đó. Nhưng nhiều tiền quá, tôi làm sao trả đây? Mấy cái túi sách thôi thì để tôi quyết định cho. Cô đưa hết ra đây, thì cho dù có đổi mốc, đại tiểu thư cũng không có để bụng đâu. Còn về những khoản tiền khác cũng không phải quá nhiều. Nhưng túi sách tôi bán hết từ lâu rồi. Vậy cô cứ tiếp tục ở lại đây làm việc và trừ lương thôi. Đại tiểu thư chịu nhận tôi lại à? Vậy tất nhiên là không có được rồi. Bây giờ thì cô là kẻ phản đồ, sau này sẽ chuyển cô sẽ làm việc ở những bộ phận khác. Mọi người, xin giới thiệu một đồng nghiệp mới với mọi người. Bắt đầu từ hôm nay, chị Mandy sẽ được chuyển tới đây làm việc ở tầm bảo độ của chúng ta, là thư ký của tôi. Thôi thì hiếm khi chị Mandy đã hạ cố tới đây rồi. Mọi người hãy cho cô ấy một tràng pháo tay đi. Vậy tôi ngồi ở đâu? Xin lỗi nha, bởi vì cô tới đột ngột quá, chúng tôi chưa có chuẩn bị. Cho nên, đi theo tôi. Tôi đã chuẩn bị cho cô một góc bàn tao nhã, thực tình hợp với cô lắm đó. Không phải chứ, cái bàn nhỏ như vậy, không gian lại chật hẹp, máy tính thì vừa tàn vừa cũ, làm sao làm việc đây? Làm ơn biết điều một chút đi, thì cũng phải chịu đựng thôi. Ngồi đi.
Coi chừng cái ghế bị lật đó. Nè, số hồ sơ này trong ngày hôm nay phải nhập xong. Máy tính cũ tới nỗi còn không có phản ứng, sao nhập đây? Mở máy đi. Có phải mở được rồi không? Để tôi nói cho cô nghe nha. Làm gì ở chỗ của chúng tôi phải động não một chút. Không giống như lúc trước nịnh bợ một chút là được đâu. Cô nói chuyện có cần ác như vậy không? Tôi là cấp trên của cô, tôi có ác miệng cỡ nào cũng phải nghe thôi. Vậy bây giờ tôi cần đi vệ sinh một chút. Chắc là không cần cấp trên như cô cho phép, đúng không? Cứ tự nhiên. Quay lại thì phải nhập xong hết hồ sơ đó. Thiệt là đúng rồi. Dạ, Thúy à, tại sao cô Mandy đó lại bị điều tới tầm bảo độ của chúng ta vậy? Thì đắc tội với đại tiểu thư đó. Xem ra đại tiểu thư cũng khó chịu lòng thật đó nha. Tất cả Mandy đi theo cổ bao nhiêu năm cũng không giải quyết được. Tệ nhất là cổ bị lưu lạc qua đây làm cấp dưới của kẻ thù mình. Tội nghiệp quá. Không phải chứ, mọi người tin hả? Tất cả mọi chuyện rõ ràng đã được sắp đặt. Cái cô Lâm Mỹ Hương đó làm sao mà dám phật lòng cấp trên của cổ. Nhìn cũng biết là đại tiểu thư kêu cổ qua đây để giám sát tôi. Bởi vì cô đang hẹn hò với cậu hai. Vậy cổ là giác đi. Dạ không phải đâu, sáng nay nghe được tin đại tiểu thư thật sự giận lắm đó. Còn đuổi luôn cả Mandy đi ra khỏi phòng. Thì tiễn cho mình coi mà. Cái gì kêu là đóng kịch phải đóng cho chó. Tức là giống như trong Tam Quốc diễn nghĩa, Chu Du đánh Hoàng Cái. Hoàng Cái vì muốn được Tào Tháo trọng dụng mà đã... Chú Báo, được rồi, đã hiểu rồi. Tóm lại là cô ta giả bộ tội nghiệp thôi, ok. Nếu mà cổ đã là gián điệp do đại tiểu thư đưa tới đây, chị Mary không phải nên tốt với cổ chút sao? Tất nhiên không cần. Hiếm khi có cơ hội này tôi phải hành hạ cổ. Dạ, Thủy à, con không sợ là cổ kể tội của con với đại tiểu thư hả? Hay, chú ơi, bây giờ cổ cố tình tới đây đối phó với con. Vậy con có chơi cổ hay không, cổ cũng đâu có giúp con. Cho nên, nè, mọi người mau mau nghĩ thử xem có chuyện gì có thể đưa cho cô Lâm Mỹ Hương đó làm hay không. Mau đưa hết cho cổ làm đi, mau lên, tìm đi. Nè, anh nghĩ Mandy đi tới đây có thể nào có lý do thứ ba không? Vậy lý do thứ hai là gì vậy? Đại tiểu thư có phải đã biết chuyện ông Long lớn nhận anh vào đây làm là để điều tra vụ án của con trai ổng năm mới cho Mandy tới đây không? Cô lo lắng đại tiểu thư là hung thủ và mục tiêu mà Mandy tới đây là tôi hả? Nhưng mà tôi cũng chỉ đoán mò thôi. Tóm lại anh phải cẩn thận đó. Cái cô Mary hùng chết tiệt, ý thế ăn hiếp người, vừa kêu tôi mua nước, vừa kêu tôi photo. Tôi là thư ký cấp cao mà, làm kế hoạch, phân công công việc, mấy chuyện này sao tôi làm được? Còn suốt ngày nói tôi ngu. Coi chừng đó, mối thù này tôi nhất định phải trả. Hay là cô nghĩ xem, làm sao trả lại số túi sách đó cho tiểu thư còn tốt hơn. Sao trả đây? Tôi bán mấy cái túi cho cửa hàng đồ cũ có mấy ngàn thôi, bây giờ muốn mua lại phải mấy chục ngàn. Dù sao cũng không được rồi, tới đó thì hãy tính. À, thật là bái phục cô. Wow. Chúng ta ngồi đây cả tiếng không ai quan tâm, thái độ phục vụ kiểu gì vậy? Cindy, anh làm việc kiểu gì vậy? Vì khách nào ở đây cũng có người phục vụ, chỉ có hai chúng tôi là không có. Chúng tôi đã nói rõ từ sớm, chúng tôi chỉ phục vụ hội viên. Cô cứ nằng nặc phải đi vào đây, tất nhiên tôi phải làm cho xong hội viên mới tới lượt cô chứ. Vậy có nghĩa là hai chúng tôi sai hết à? Thôi đi, không làm nữa, tính tiền. Thôi đi, đừng giận nữa mà. 2.000 đồng, sao mắc quá vậy? Bình thường tôi tới đây với đại tiểu thư làm cả gói cũng chỉ có hơn 1.000, giờ chỉ mới gọi đồng mà 2.000 đồng. 1.000 là giá hội viên. Cô Long mỗi năm trả 700.000 hội phí, tất nhiên rẻ hơn nhiều. Cô có đóng hội phí không? 2.000 đã là rẻ lắm rồi. Thì ra khi không có đại tiểu thư, cái gì tôi cũng trở lại như xưa. Trong công ty không có chỗ đứng, tới chỗ khác tóc còn bị người ta nói. Không lẽ tôi cả đời này xác định phải làm cọng cỏ sao? Thôi mà, chuyện gì đã qua thì đừng nghĩ tới nữa. Matt và Mary kìa. Đi vài bước coi có thoải mái không? Đẹp quá, thoải mái lắm. Nhưng mà đôi này mắc như vậy, đôi giày của em mới chạy có một chút thôi, không sao đâu. Em có biết anh thích em ở điểm nào không? Biết chi tiêu tiết kiệm. Cô ơi, làm phiền cô giúp tôi để bỏ đôi giày cũ đi. Dạ được. Mấy ngày trước tôi còn có thể hào phóng như vậy, bây giờ cô cũng có thể giống như cổ vậy mà. Tại cô không chịu đàn ông tốt như Terry thôi. Anh ta cũng gọi là tốt hả? Anh ta cùng lắm như cái nhà trống thôi, được cái vỏ. Ở bên trong anh ta không có gì hết. Tôi hiểu, đúng là anh ta hơi khó nhai. Dù sao cô cũng từ chối đại tiểu thư rồi. Hay là cô đi ra ngoài tìm một công việc tốt, nói không chừng có thể tìm được cho mình người đàn ông tốt, còn có thể trả nợ luôn cho cô.
Thật ra khuôn mặt của tôi cũng đâu tệ, nhưng mà tôi thật sự không còn trẻ nữa. Làm sao sao được với đám con gái trẻ? Thì cơ hội sẽ hơi ít một chút. Nhưng mà nếu như cô muốn lập tức là người thượng lưu, cô đành phải chọn căn nhà trống đó thôi. Dạ thôi đi, tôi thà làm ăn mày. Xin lỗi cô đại tiểu thư, trước đây là tôi có mắt như mù, không biết thưởng thức tài năng của Terry, là tôi sai. Đại tiểu thư à, cô có thể tha thứ cho tôi không? Tôi tưởng là cô có khí phách lắm chứ, chấp nhận nghỉ việc ôm một đống nợ cũng không chịu làm em dâu của tôi. Đại tiểu thư à, trước đây tôi đã phụ lòng, đại tiểu thư đã quan tâm nâng đỡ cho tôi. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, khó khăn lắm mới gặp được mẫu người đàn ông tuyệt vời như Terry. Vì tôi cũng không còn nhỏ nữa, gặp được ảnh đúng là chết cũng không hối hận. Đại tiểu thư à, có thể nào cho tôi thêm một cơ hội để chúng ta làm người nhà không? Mandy, tôi không nhìn lầm cô đâu. Tôi cho cô thêm một cơ hội nha. Ha 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 ha.